Thì với ung thư đường mật là một cái ung thư mà ác tính, do vậy là cái nguyên tắc chung của điều trị ung thư như nói chung là phải kết hợp mà đa mô thức, gồm có 3 mô thức chính, đấy là mô thức về phẫu thuật, mô thức xạ trị và về điều trị nội khoa, điều trị bằng thuốc. Cái việc mà và cái nguyên tắc điều trị chung là cho bệnh nhân mà giai đoạn mà khư trú là sẽ bằng điều trị các phương pháp tại chỗ như là bằng phẫu thuật, và giai đoạn muộn hơn thì bằng các cái phương pháp bằng điều trị bằng thuốc. Và điều trị bằng thuốc cũng có vai trò trong những cái ung thư mà giai đoạn sớm, đấy là bổ sung sau khi mà phẫu thuật, vì là phẫu thuật thì có thể là lấy hết những cái tổn thương mà có thể nhìn thấy trên đại thể, nhưng mà vẫn còn có thể có những cái tế bào vi thể, thì là cái vai trò của cái điều trị toàn thân bổ sung để mà có thể tiêu diệt những cái tế bào ung thư trên vi thể. Cái việc mà quyết định có điều trị toàn thân bổ sung sau khi mà phẫu thuật là cái phương pháp chính chủ đạo hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào giai đoạn, phụ thuộc vào các cái yếu tố nguy cơ và đặc điểm cả khối u nữa. Nhưng mà nhìn chung là đối với ung thư đường mật thì cái việc quyết định và điều trị bổ sung nó sẽ dựa vào các cái tình trạng mà đặc điểm của khối u và mức độ xâm lấn của khối u, cũng như là mức độ mà ác tính, mức độ biệt hóa tế bào. Và để mà trả lời được là một bệnh nhân là có cần phải điều trị bổ sung sau mổ hay không thì là phải cần rất là nhiều các cái thông tin về mặt chẩn đoán giai đoạn, về mặt mô bệnh học trên tế bào. Mà tuy nhiên là nếu mà trường hợp mà bác sĩ tại của cơ sở mà bạn đến điều trị mà giải thích là không cần phải điều trị thì cũng cho thấy là những có không có yếu tố nguy cơ và cái giai đoạn rất là sớm và không cần phải điều trị bổ sung. Nhưng mà nhìn chung là cũng có rất là nhiều, hầu hết các trường hợp là ung thư đường mật là cần phải được bổ sung, điều trị bổ sung bằng hóa trị sau khi phẫu thuật. Còn đối với cái phương pháp mà điều trị miễn dịch thì là một cái phương pháp mà một cái tiến bộ mới trong cái điều trị ung thư trong nhiều loại ung thư khác nhau. Và đối với ung thư đường mật thì cái vai trò của điều trị miễn dịch thì chủ yếu là khi mà bệnh mà tiến triển di căn, tức là như tôi nói là có cái hai cái vai trò của điều trị toàn thân là trong giai đoạn di căn hoặc là bổ sung cho cái giai đoạn, cho cái phương pháp điều trị chính trong giai đoạn sớm. Thì cái vai trò của điều trị miễn dịch thì chủ yếu là cho cái giai đoạn mà di căn, tức là cái tổn thương mà nó tổn thương nó di căn ra các cái cơ quan bộ phận khác. Và ngay cả cái giai đoạn này thì cái việc mà để quyết định xem có điều trị miễn dịch hay không thì cũng phải làm cái xét nghiệm về mặt sinh học phân tử để xem là tiên đoán xem là có đáp ứng với điều trị miễn dịch hay không thì mới quyết định. Và nói tóm lại là cái điều trị và bổ sung sau phẫu thuật ung thư đường mật thì chủ yếu là vai trò của hóa trị, và cái điều trị miễn dịch thì cũng chưa chứng minh được vai trò trong điều trị mà bổ sung. Còn cái việc mà có bổ sung hóa chất hay không thì phải căn cứ vào trên từng trường hợp bệnh nhân cụ thể và có cái chỉ định mà rất là chặt chẽ. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, xin mời bác sĩ Hà Nam có bổ sung gì thêm. Xin phép bác sĩ Tuấn Anh cho bác sĩ Nam được có bổ sung thêm một chút trong cái ý hỏi của chị Ý, hỏi về cái làm thế nào để giúp có thể phát hiện những cái tổn thương sớm. Thế thì cái ung thư đường mật ấy, là tại sao lại có ở trong gan? Để như chúng ta đã biết, cái gan ấy, cái nhiệm vụ của nó ngoại trừ cái nhiệm vụ là đào thải độc tố thì nó còn có nhiệm vụ nữa, đó là sản sinh ra mật và được lưu trữ ở túi mật. Sau đó trong quá trình tiêu hóa thì nó sẽ theo các cái đường ống dẫn mật ở trong và ngoài gan để đưa mật xuống bên dưới để giúp cho cái việc tiêu hóa. Đó là do tại sao mà cái câu hỏi của chị đặt vấn đề là tại sao có u đường mật ở trong gan. Dạ thưa, sản xuất mật ở trong gan. Bởi vậy, trong các cái tiểu quản mật, các cái vi quản mật là những cái nơi sản xuất mật chính của cơ thể, và xuất hiện các cái tổn thương ác tính tại đó, và những cái tổn thương đó nó sẽ đi theo cái đường ống dẫn mật, nó có thể ra bên ngoài gan. Và một tỷ lệ rất hay gặp ung thư đường mật di căn vào hạch ở vùng rốn gan và di căn xa, di căn tại các vị trí khác trong gan. Thế bởi vậy, các cái nhà phẫu thuật của chúng tôi khi mà phẫu thuật về ung thư đường mật thì thường phẫu thuật sẽ phải rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, nạo vết hạch phải rất là kỹ lưỡng thì mới đảm bảo được là sạch sẽ về mặt đại thể. Thế còn về mặt vi thể thì cũng không thể nào dám khẳng định 100% là đã sạch hết tế bào ung thư hay chưa. Thế bởi vậy, cái lời khuyên đối với những trường hợp bệnh nhân như thế này thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là bệnh nhân cố gắng đến khám đều đặn định kỳ 2 hoặc 3 tháng, cố gắng là 3 tháng, không thì có thể 2 tháng một lần, và chụp phim, chụp quát lớp hoặc chụp cộng hưởng từ để phát hiện những cái tổn thương mới, những tổn thương mới phát hiện tại nhu mô gan và những cái tổn thương hạch ở vùng cuống gan, để từ đó để quyết định sẽ điều trị
đưa vào trong cái ô điều trị của bác sĩ Tuấn Anh là điều trị hóa chất hay là điều trị miễn dịch. Thế bởi vậy cái động tác mà thăm khám định kỳ tại thời điểm này theo bác sĩ em thấy là quan trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn.